chưa xuất hiện trong chương trình tối nay ạ? Còn ai quý vị? Còn ai ạ? Khán giả rất rất mong chờ sự xuất hiện của nam ca sĩ này rồi. Tìm lại bầu trời để quý vị. Hay là tan ạ? Hay là nắm lấy tay anh ạ? Thưa quý vị, ca sĩ Tuấn Hưng đã có mặt tại sân vận động Việt Trì và không chỉ mang tới những món quà âm nhạc tuyệt vời mà anh cũng có những phần quà để gửi tới Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh để đóng góp thêm vào quỹ thiện nguyện của tỉnh cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và sau đây chúng tôi xin được mời lên sân khấu nam ca sĩ Tuấn Hưng. Và chúng tôi cũng xin được mời đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Phú Thọ lên để nhận món quà này. Xin mời ông Bùi Văn Huấn. Lời tiên xin gửi tới tất cả những vị quan khách, tất cả quý vị, tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại sân vận động Phú Thọ lời chào trân trọng nhất ạ. Ca sĩ Tuấn Hưng thân mến, ông Bùi Văn Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Phú Thọ sẽ là người thay mặt cho hội nhận món quà từ phía anh ạ. Và về phía đại diện Hội Chữ Thập Đỏ cũng có giấy chứng nhận tấm lòng vàng để gửi tặng ca sĩ Tuấn Hưng. Một khoảnh khắc rất ý nghĩa, rất tuyệt vời thưa quý vị. Xin cảm ơn ông Bùi Văn Huấn và cảm ơn nam ca sĩ Tuấn Hưng. Quý vị có muốn MC nói linh tinh bây giờ trên sân khấu nữa không? Hay là muốn nghe ca sĩ Tuấn Hưng hát luôn ạ? Vâng, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ trở lại sân khấu cho nam ca sĩ Tuấn Hưng. Cũng đã lâu lắm rồi Hưng mới có dịp quay trở lại Phú Thọ. Cứ mỗi lần trở về đây thì gần như là Hưng lại luôn luôn hát cùng với những chương trình thiện nguyện, chương trình gắn liền với những công tác xã hội. Hưng biết rằng ở đây vẫn còn có nhiều thứ lắm mà chúng ta cần phải thay đổi. Và Hưng luôn luôn mong muốn là sẽ được quay trở lại đây nhiều hơn. Bởi vì chắc chắn là tất cả quý vị còn nhớ là những ngày đầu tiên khi Hưng chập chững bước chân vào nghề ca sĩ là một trong những thành viên của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, thì Phú Thọ là một trong những thành phố đầu tiên mà nhóm Quả Dưa Hấu đã đến đây trình diễn. Và ngày hôm nay đã tròn 20 năm Tuấn Hưng bước trên sân khấu rồi. Một lần nữa cảm ơn sự hiện diện rất đông đảo của tất cả quý vị các bạn đã có mặt tại đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Và sau đây sẽ là bài hát của nhạc sĩ ca sĩ Khắc Việt dành cho Tuấn Hưng, ca khúc được mang tên Tìm Lại Bầu Trời. Xin mời quý vị các bạn cùng nghe ạ. Vậy thôi anh cho em đi về để em chưa bắt đầu.
nơi mà em khi chưa quen anh thêm vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vì giờ đây em đã xa thật rồi, anh nhớ lời hẹn lúc nãy không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời, anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em mới nói cho anh nghe đi người người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lại yêu ơi. Anh đã vô tâm mê tàn, anh không quan tâm em mỗi ngày. Vì lời anh nói em không tin anh nữa mày. Trong tình yêu đôi lúc ta nghe giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Về thôi anh cho em đi, về đây em chưa bắt đầu. Nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng con người sẽ cho em lại một bầu trời. Đưa tay cao lên. Para.
ơn rất nhiều ạ. Bài hát tiếp theo bây giờ Hưng không biết là sẽ hát để tặng cho tất cả quý vị các bạn sẽ là bài gì, mọi người yêu cầu Hưng được không ạ? Bài gì ạ? Tan ạ. Đúng không ạ? Vâng, và sau đây là một bài hát sáng tác của nhạc sĩ ca sĩ Minh Nhật. Trong năm vừa qua thì Tuấn Hưng chỉ có ra mắt một bài hát này mà thôi. Xin mời quý vị tất cả các bạn cùng nghe một ca khúc được mang tên là Tan. Thương nhau mà phải xa nhau rồi. Ngày mình xa nhau anh không theo bóng em đi. Anh có biết anh đã cố ghi chặt nước mắt anh chưa? Mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa. Không thể nào tìm cách để cho đêm chẳng thể chờ mắt. Vì đau chung, cả sự đau chung. Anh đã không thể nào tìm cách để dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần là nỗi ấm ngọt ngào khó ngăn lên vì sao? Bây giờ đây là anh muốn. Buồn hát lên nhớ em người ơi, thèm được bên em tình yêu được không? Nhớ em được quá, thèm được bên em tình yêu được không? Nhớ em được quá. Cánh tay của mọi người ở đâu nào? Sing on it up! Để cho đêm chẳng thể chờ mắt. Mình đau chung, cái sự đau chung. Anh đã không thể nào tìm cách để tìm lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cơn lạc nỗi ấm ngọt ngào đã khó ngăn lần vì sao? Em bây giờ đây là anh muốn hát nhớ em người ơi. Anh muốn hát lên nhớ em người ơi. Anh thèm được bên em tình yêu được không? Anh nhớ em đúng quá. Thèm được bên em tình yêu được không? Nhớ em đúng quá. Put your hands up now!
Vâng ạ. Và bây giờ thì sẽ là một bài hát tiếp theo. Hưng tin chắc rằng là bài hát này sẽ là một trong những bài hát được rất rất nhiều những khán giả yêu mến. Đặc biệt đây là ca khúc hạnh phúc duy nhất trong số hơn 100 bài hát mà Tuấn Hưng đã từng thu âm. Đây là một sáng tác của một chàng rể Phú Thọ. Đó là một người bạn thân của Tuấn Hưng, là nam ca sĩ nhạc sĩ Tú Dưa. Có cô vợ cùng quê ở đây, đó là nữ ca sĩ Lam Trang. Và sau đây sẽ là ca khúc được mang tên là Nắm Tay Anh Thật, Giữ Tay Anh. Bây giờ thế này nhá. Đây là một bài rất hay, rất đặc biệt. Hưng rất là mong có sự tương tác hỗ trợ của tất cả quý vị. Bây giờ có ai có mang điện thoại hãy mở đèn flash lên được không ạ? Hãy mở đèn lên nào. Nhiều lên được không ạ? Hưng muốn nhìn cả sân vận động của chúng ta. Đúng rồi, thật là nhiều ánh đèn, rất tuyệt vời đấy. Mọi người có thể nhìn thấy. Vâng, và ngày hôm nay tất cả những video mà chúng ta lưu lại sẽ là những hình ảnh tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất trong ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Xin mời tất cả quý vị các bạn cùng nghe ca khúc Nắm Lấy Tay Anh sau đây. Hưng cũng muốn lưu lại khoảnh khắc này. À, bây giờ mình sẽ làm gì giờ? Mình sẽ livestream đi nhá. Hưng muốn là hàng triệu những khán giả đang theo dõi cái chương trình này, tất cả mọi người sẽ phải xem và mọi người sẽ thấy rằng không khí ở tại sân vận động Phú Thọ như thế nào. Âm nhạc sẵn sàng ạ. Còn nhiều bao nhiêu đèn flash chúng ta mở nó lên nào. Ok, nhạc ok. Thank you.
Mọi người thấy cái tên thật tuyệt vời đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin thưa là đã lâu lắm rồi trong cuộc đời đi làm ca sĩ của Hưng. Đây là lần đầu tiên mà Hưng nhận được nhiều hoa như vậy. Đây là lần đầu tiên. Hưng không biết bằng cách nào. Hưng không quan tâm là những bó hoa đấy xuất phát ở vị trí nào hay từ những bộ phận nào. Nhưng Hưng chỉ biết một điều là ngày hôm nay có lẽ Hưng đã cảm thấy rằng mình cực kỳ hạnh phúc
Bởi vì tất cả những phút giây mà một người nghệ sĩ đứng ở trên sân khấu nhận được nhiều hoa nhất, nhận được nhiều những tràng vỗ tay nhất, được quý vị ôm, chụp hình, hôn, thế là thấy sướng rồi. Vâng ạ. Và có lẽ bây giờ sẽ là một bài hát, tôi nghĩ là ca khúc này có thể sẽ là ca khúc khép lại chương trình. Tuy nhiên, bởi vì thời lượng nó chỉ có giới hạn thôi, mong tất cả quý vị các bạn thông cảm. Ở đây vẫn còn đang có rất nhiều những vị khách quý và có cả những người khán giả, các ông, các bà, các bác, các chú, những người lớn tuổi nữa. Thì đây sẽ là một bài hát Hương muốn gửi tặng cho tất cả quý vị. Đây là một bài hát viết về một tình yêu, một tình yêu có thể nói là thiêng liêng nhất trong đời của một con người. Đó là tình yêu dành cho đấng sinh thành của mình. Xin gửi tới tất cả quý vị, tới các bà, các cô, các chị, các mẹ, tất cả những ai đã từng một lần là mẹ rồi, một sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Phương Uyên, để hát được mang tên Mẹ Yêu. Xin mời tất cả quý vị, tất cả các bạn cùng nghe. Trong bao nhiêu khó nhọc là yêu thương con, nên yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền giúp nó say, vì đàn con đang nghe bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lần về, con khuyên rằng con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi. Mình thương cho con bao la biết bao, những đêm hôm con trong tay khóc ướt vai con, mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù cảm nhận nhưng con thật lòng muốn nói. Ai sao đêm cho con sáng soi là con sống giấc mơ là mẹ yêu, mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu, mẹ đừng mãi ra đi trong con mồ côi, ôi mẹ. Trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền giúp nó say, vì đàn con từng ngày bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn luôn bên con, khuyên dẫn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi. Mình thương cho con bao la biết mấy, những đêm buông con trong tay khóc ướt vai con, mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù khắp đi nhưng con thật lòng muốn nói. Bye.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, tất cả các bạn rất là nhiều. Hy vọng sớm được gặp lại tất cả quý vị, tất cả các bạn vào một ngày gần đến nhất. Xin chân thành cảm ơn. Chắc chắn rồi, anh Tuấn Hưng thân mến. Các chương trình của Smarting nói riêng cũng như là các sân khấu tại Phú Thọ sẽ luôn sẵn sàng để dành những tình cảm tuyệt vời nhất cho anh. Quý vị ơi, những tràng vào tay cho tình cảm của quý vị dành cho nam ca sĩ Tuấn Hưng. Rất cảm ơn anh.